Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh Areca Channel. Hôm nay mình sẽ review tiếp tục một mã cổ phiếu là Thế Giới Di Động MWG. MWG đây là một mã được rất nhiều các doanh nghiệp, tổ chức và thậm chí là các cá nhân nước ngoài yêu thích và đặt kỳ vọng rất là cao. Có rất nhiều tổ chức đã mua từ lúc vùng giá ở mốc 101 và liên tục nắm giữ, ôm khư khư khi mà giá về tới 70,5, tức là đã giảm 30%. Đó. Tuy vậy, cái sự tin tưởng của những tổ chức và cá nhân nước ngoài cũng như là những nhà đầu tư trong nước đã được đền đáp xứng đáng khi mà gần đây diễn biến giá của MWG đã bất ngờ quay trở lại và có những cái bước tiến rất là rõ ràng khi chinh phục lên mốc 129. Và theo như đánh giá của Areca, theo cái diễn biến của giá thì MWG sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Trước mắt ở như cái vùng 135 tới 125 thì MWG có khả năng là sẽ cần phải tích lũy một chút vùng sideways này trước khi bật lên những cái vùng giá cao hơn. Đối với MWG, những nhà đầu tư mà chưa có trong tay cổ phiếu này thì đây có thể sẽ là một cơ hội để mọi người có thể mạnh mẽ trong việc là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu MWG vào trong danh mục đầu tư của mình. Và theo như một số tính toán mà nếu mà các anh chị đã theo dõi các phân tích kỹ thuật của Areca những buổi trước thì MWG có những khả năng để chạy lên vùng 152 và sau đấy là lên vùng 200 cộng cộng. Nó thì cũng chưa biết là khi nào sẽ xảy ra, nhưng mà cái lộ trình của MWG rất là rõ ràng rồi. Tức là đã có những tín hiệu từ cái vùng tích lũy này cho chúng ta quyền đặt một cái mục tiêu giá là vùng 200. Trong dài hạn thì Areca nghĩ là khoảng 2 năm thì MWG sẽ tiến lên được vùng 200 cộng. Đấy, còn trong tương lai gần thì khả năng lên được vùng 136-140. Và nếu mà khỏe hơn nữa thì lên được khoảng 151-152. Đấy, thì thị trường chứng khoán của chúng ta đang chịu diễn biến sự áp lực từ các diễn biến của chứng khoán quốc tế. Tuy vậy, MWG là một trong những mã tăng mạnh nhưng mà giảm khi mà điều chỉnh, và cái việc bật ngược trở lại cũng khá là tốt. Đấy, cho nên là cái sức khỏe của diễn biến giá MWG mình có thể an tâm và đặt những cái kỳ vọng theo tính toán của đồ thị, mình có thể kỳ vọng vào những cái mục tiêu xa hơn. Và ngoài ra thì công ty chứng khoán Bản Việt ở bộ phận nghiên cứu và phân tích đã có những nhận định rất là tích cực về mã Thế Giới Di Động này, với việc là doanh nghiệp liên tục tăng trưởng hai con số từ 25-30% cái doanh số và cái tăng trưởng của lợi nhuận, cái tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ở mức 30% cộng trong vòng 2-3 năm tới thì vẫn dự kiến là sẽ duy trì được cái tốc độ tăng trưởng đó. Đấy, thì do vậy mà số 1 là dựa vào cái đồ thị này thì đây là cái vùng mà chúng ta có thể mua thêm này, và số 2 là có một cái sự hỗ trợ từ phân tích cơ bản, phân tích dòng vốn của doanh nghiệp và cái triển vọng của ngành đấy. Thì Areca nghĩ rằng các anh chị nhà đầu tư có thể cân nhắc mua MWG ở vùng 125 tới 120 nếu mà có điều chỉnh,
thì mua, nhưng mà trong cái việc đang điều chỉnh từ 129 về cái mức giá hiện tại á, thì chúng ta có thể nhập đánh dấu rồi khoảng tầm 30% cái số vốn mà mình muốn dành cho MWG, hoặc là 50% số vốn đó. Xin cảm ơn các anh chị.